Nhìn được phết à? Xung quanh mình là cả một rừng pickup. Màu gì cũng có, profile gì cũng có, đủ hết. Nhưng tất cả đồng keycap custom này sẽ phải quy xuống với bộ keycap custom anh em TV. Để có được bộ keycap này thì cũng không đơn giản tí nào. Thực ra thì BN cũng nghiên cứu rất là nhiều từ trước rồi ấy. Cũng đặt rất nhiều máy về rồi. Và thực sự thì là cái công nghệ này nó hơi khó ở Việt Nam. Bởi vì là cái ký hiệu Việt Nam mình nó đặc thù vì là ẩm ấy. Mình ẩm từ keycap này, ẩm từ phim này. Thì quá trình mà mình làm khô cho từ bút keycap ấy, phải dùng máy sấy và phải dry tới tầm khoảng 20-30 phút. Chỉnh chu từng tí một đấy. Thực ra thì cái này thì là kinh nghiệm cá nhân của anh test thôi, cũng không ai dạy cả. Đấy, có phải cứ muốn in là in đâu. Keycap với phim in hình thì phải để hút ẩm qua đêm rồi hôm sau mới in được. In xong lại phải sấy khô một lần nữa rồi bỏ vào máy ép để in chuyển màu sắc trên phim vào keycap. Đấy là hên thì trần trù thế, chứ in hỏng phim lệch thì vứt đi nhiều chả kê được. Bọn anh cần phải test rất là nhiều, nó vứt đi liên tục luôn ấy, thì nó rất là khó khăn trong quá trình làm ấy. Em muốn một bộ thành phẩm thì mất đến 2-3 bộ làm nháp ấy nhỉ? Đúng rồi, phải tầm 2-3 bộ đổ đi rất nhiều. Mỗi mẻ một tiếng, nhỡ mà có lỗi cái thì lại vứt đi cả mẻ. Thế nên làm được một bộ như thế này thì cũng mất thường tầm 2-3 ngày. Thường thì bên mình sẽ phải in thử từ 3-4 lần và để cho chất lượng ok nhất. Công việc vất vả mà được cái là kết quả ngọt ngào. Bộ keycap độc bản, độc nhất vô nhị trên toàn thế giới chỉ có một bộ. Anh chủ có tâm lý in thêm cho 12 cái keycap nữa cho đủ mặt 12 thành viên anh em TV. Ngoài keycap ra thì anh em bên EZPC còn làm thêm đủ các mảng như patch chuột, gaming gear, rồi thì tượng trang trí. Vui chơi không quên nhiệm vụ làm mờ patch chuột về phát cho anh em cả văn phòng. Kích thước lớn bé, màu me đủ cả, gái trai chịu được hết. Thank you mấy anh trai bên EZPC nhiều nhá. Anh em muốn mua keycap, patch chuột hay gì đi nữa thì check ngay được link EZPC ở comment nhá.